Rồi, Thành Nguyên chào anh. Chào Thành Nguyên. Dạ. Rồi, bây giờ anh gửi lời chào tới cho mọi người xem chương trình của Thành Nguyên và điều anh ha. Chào Thành Nguyên, chào cộng đồng mạng, cô chú bác đang xem chương trình. Dạ. Rồi, ngày hôm nay anh đi tới đâu anh ạ? Anh đến từ Long An. Từ Long An à? À, vậy là từ Long An mình đi lên Sài Gòn à? Từ Long An lên. À, vậy ha. Vâng, ngày hôm nay thì Thành Nguyên cũng có công việc ở Sài Gòn, cho nên là Thành Nguyên có hẹn mọi người ai ở Sài Gòn á, hay là những cái vùng lân cận á, thì mình ghé qua đây cho nó gần. À, còn nếu không, sau ngày hôm nay thì mọi người là phải đi về văn phòng Thành Nguyên ở Cần Thơ rồi. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Tên Nguyễn Thành Vọng. Dạ. Nguyễn Thành Vọng. Nguyễn Thành Vọng. Vâng. Sinh năm 1968. Vâng. Vậy là năm nay là... 51 tuổi. Vâng. Anh Vọng này hiện tại là anh đang làm gì? Anh làm nghề tự do, anh đi làm hồ, rồi anh đi bán đồ chơi. Hết hồ, bán đồ chơi. Bán đồ chơi trẻ con đấy hả? Trẻ con, trẻ con. Rồi thời gian này thì mình đi bán như vậy, còn thời gian còn có việc anh đi làm hồ. Vậy cái công việc đó thì cái thu nhập như thế nào, anh Vọng chia sẻ cho Thành Nguyên nghe thêm nào. Thì nói chung cũng ổn định được. Dạ. Ví dụ chừng 8-9 triệu à. 8-9 triệu ha. Dạ. Rồi, tình đạo hôn nhân của anh Vọng nó như nào? Anh về vợ nó thôi anh rồi. Vợ thôi anh hả? Chứ không phải là hai vợ chồng thôi nhau à? Không. Anh còn thương anh lắm mà nó thôi anh nó cũng không có ở rồi. Dạ. Thấy anh có vẻ xúc động đó. Dạ. Anh có tất cả là mấy người con? À, giờ có hai đứa mà bà bắt hết. Hai đứa theo mẹ. Theo mẹ hết cả hai. Vâng. Rồi bây giờ anh có ở cùng với ai không hay là ở mình? Giờ nói chung là anh ở một mình. Dạ. À, như vậy là anh và vợ là chia tay đến nay là được bao lâu thời gian rồi? Chắc cũng đã mấy. Năm mấy nay ạ? Vâng. Trong khoảng thời gian đó đến nay thì anh Vọng có tìm hiểu thêm ai nữa không? Anh không có. Không có tìm hiểu ai. Vâng. Lo lo làm vậy thế ha. Dạ. Rồi Thành Nguyên cứ hỏi như vậy cho biết thôi. Anh Vọng biết đến kênh của Thành Nguyên được bao lâu rồi? Anh cũng mới xem đây chừng 3-4 tháng. 3-4 tháng nay à? Dạ, cũng mới đây ha. Dạ. Rồi khi xem như vậy thì có cái động lực nào đó mà dẫn anh đến gặp Thành Nguyên? Thì thí dụ anh nói chung là giận thôi rồi anh cũng buồn quá rồi. Anh muốn đi kiếm một người chân tình thương anh. Dạ. Thì Thành Nguyên sẽ vào cái việc chính luôn ha. Rồi, hôm nay anh Nguyễn Thành Vọng đến từ Long An, sinh năm 1968, 51 tuổi. Anh mong muốn bày tỏ đến ý trung nhân của mình như nào nè? Thì anh tìm người nào thật lòng đó rồi có thương anh thì thật lòng tìm hiểu. Dạ. Các cô độ tuổi như thế nào ấy ha? Sao cũng được. Sao cũng được hả? Dễ vậy hả? Nói chung là thiệt tình thôi. Xấu đẹp rồi cao thấp gầy mập gì đó có đồng. Nói chung là tướng cũng gì vừa thôi, thì tại anh có 1m5 mấy à, 1m56 thì các cô cũng đừng có cao quá đúng không, vừa nhanh được rồi ha. Còn về điều kiện về công việc này kia của các cô thì sao? Thì nói chung là có cũng được không có cũng được. Ôi thế à, là về anh lo à? Không có, nói chung là thì thí dụ mà thương nhau thì hai đứa cùng về làm, thí dụ mà khỏe mạnh đó thì về làm ăn. Dạ. Vâng, như thế thì Thành Nguyên thấy cái mong muốn của anh Vọng thì trước mắt là thấy cũng dễ rồi. Tuổi tác thì không quan trọng, xấu đẹp cũng không quan trọng, cao thấp cũng không, công việc có không được, không có không được. Dạ. Rồi sau này mà kết nối thành công thì sẽ tính về bên anh hay là anh sẽ theo chị về? Ví dụ mà bên cô đó có
có nhà cửa riêng thì muốn anh về thì cũng được, còn mấy gì anh cũng được. Anh cũng có nhà ha anh ha. Có. Nhà. Rồi. Anh Vọng chia sẻ cái điểm mạnh và điểm yếu của anh cho Thành Nguyên nghe thêm nào. Anh nói chung là cũng tật thà mà thiệt tình lắm. Anh ví dụ nhiều khi tánh thật thà, thiệt tình, hay tin người. Vâng. Lâu lâu có bia rượu để cờ bạc cá độ này kia không? Nói chung cái cờ bạc thì nó có, còn thí dụ rượu thì thí dụ có lâm hồ á, rồi thí dụ thứ bảy rồi thầu có cho nhậu cái gì đó, chỗ cái ly. Cuối tuần cũng có chút xíu ha. Nói chung là trong công việc thì những cái điều đó cũng khó tránh. Còn nếu như để mà bê tha này kia thì nó cũng hơi căng. Rồi, ok anh. Sau này mà có cô nào đó ở ngoài miền Trung, miền Bắc hay những vùng xa hơn nữa muốn bày tỏ với anh chịu không? Thôi nói chung là ở trong Nam thôi, tại anh cũng gặp người Bắc rồi. Thế à? Trước đó anh có kết nối với một người người Bắc rồi, nhưng mà không được ha. Rồi bây giờ là anh tìm khu vực miền Nam thôi. Cái đó thì thôi mình nói riêng đi, đừng nói chung nữa. Nói riêng khu vực miền Nam ha. Ok anh, thì cái tâm tư nguyện vọng mình như thế nào thì mình cứ nói lên thôi, để cho các cô biết rồi các cô sắp xếp. Trên kênh của Thành Nguyên đó thì Thành Nguyên nói với anh Vọng rằng là có một số cô cũng rất là dễ thương, phần nhiều luôn á. Đó thì người ta cũng không có mong muốn giống như anh vậy đó, anh thì cũng không có mong muốn cái điều gì cầu kỳ, thì các cô cũng vậy. Thì anh có thời gian thì anh sẽ về tìm xem lại những cái clip trước đó, xem cô nào đó mà thấy phù hợp với mình thì cứ liên hệ với Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Còn nếu như sau ngày hôm nay mà có cô nào đó mà thấy anh dễ thương dễ mến thấy phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu ha. Anh biết nói lời lẽ anh ít lắm, anh đâu biết nói chuyện gì nhiều hết rồi. Nói chung là anh lên đây tìm cách nói thôi, lời lẽ anh không có gì không, anh không biết nói gì hết, tài nguyên hỏi gì nói nấy thôi. Thực ra thì Thành Nguyên chỉ hỏi những ý chính thôi. Còn những cái vấn đề mà về tìm hiểu về một ai đó thì mình cần khá là nhiều thời gian để mình tìm hiểu tính tình cũng như là cuộc sống của đối phương. Chứ để mà vài chục phút trên kênh để mà nói hết cái tâm tư nguyện vọng của mình thì chắc chắn là không thể nào rồi. Đúng ạ. Anh có để cô Kiều gì ở dưới Mỹ Tho, cô Kiều trồng thanh long. Cô Kiều trồng thanh long đó ha. Rồi như Điểm nó gì cô cũng gần Kiều gần mà quê, gần về gần nhà. điểm gì cô Kiều mà anh ưng bụng nhất mà. Với lại cô Kiều cũng hợp tuổi nữa, cô Kiều tuổi heo, cũng hợp tuổi. Anh Vọng có biết rằng là cô Kiều có khá là nhiều người kết nối không? Đúng, anh Có ha. có trông thấy trông Quá thấy trời luôn. dài Nhưng mà hình như hiện tại chị vẫn đang phòng không gối chiếc. Người ta nói gì đó, lắm mối tối nằm không đó. Không biết là chị kén chọn hay là chị chưa có thấy một ai đó phù hợp. Thì cũng hy vọng rằng là cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh Nguyễn Thành Vọng sẽ chạm đến trái tim chị Kiều. Thì có như thế nào đó Thành Nguyên sẽ cho anh hay ha. Đó là đủ duyên. Còn nếu như không đủ duyên ấy, thì là cô nào đó giống như lúc đầu mà Thành Nguyên chia sẻ đó mà thấy phù hợp với anh thì lúc đó Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối sau. Rồi, ok anh, thế thì cuối chương trình thì anh Vọng có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho chị Kiều cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều không ạ? Rồi, ví dụ như anh coi chương trình thì thấy cô Kiều đó thì cũng hợp tuổi, với lại anh cũng biết làm vườn rồi. Rồi thí dụ cô Kiều có xem được cái clip này thì cho anh cơ hội. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Nguyễn Thành Vọng đến từ Long An chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe, và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Nếu quý vị mà thấy chương trình của Thành Nguyên hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn like đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để không có bỏ lỡ bất kỳ một cái clip nào của Thành Nguyên đưa lên ha quý vị ha. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Vọng thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm cho anh ha. Cảm ơn. Rồi cuối chương trình thì anh có một cái điều gì đó, một cái lời hứa gì đó
với chị để cho chị yên lòng vào anh không? À, hứa với cô Kiều hả? Ví dụ cô Kiều có chấp nhận anh kết nối với anh thì anh rất cảm ơn cô Kiều và anh sẽ ví dụ có gì quê làm phụ Thanh Long thì anh sẽ về làm. Dạ. Rồi, ok anh, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công cũng như là sớm mừng ý đương nhân mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Chúc anh trên đường về vạn sự bình an ha. Cuối chương trình anh cảm ơn cộng đồng mạng xem được cái clip này. Ok, chào anh.